Eternos tiếp tục có thêm chương trình tri ân khách hàng tháng 5, giảm 314.000 đồng đối với khách hàng mới khi lần đầu tiên mua sản phẩm tại Eternos và giảm 500.000 đồng đối với khách hàng cũ khi mua sản phẩm tiếp theo. Chương trình được áp dụng trong 6 ngày từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5. Eternos, đơn vị cung cấp máy tính chuyên chạy Note Pi trên toàn quốc. Chỉ với 6.250.000 đồng, bạn đã có ngay một máy chạy Note miễn phí ship toàn quốc, cài đặt và sửa lỗi Note trọn đời miễn phí. Và đừng quên nhập mã VMS Channel để nhận thêm được ưu đãi từ riêng kênh mình. Đi website và số điện thoại mình sẽ để dưới phần bình luận và mô tả của video. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VOS Channel. Hôm nay thì có rất là nhiều hình ảnh và thông tin về các hội nghị, hội thảo và các đồng thuận mang đến giá trị thậm chí là 314.159 đô. Mức đồng thuận này đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng Paideia ở Trung Quốc. Và video này sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn các hoạt động, đồng thuận, hội nghị gần đây của các Paideia bên Trung Quốc. Hình ảnh đầu tiên là quận Bensan ở phía nam đường số 5 của Plaza. Quận Bensan, trung tâm mua sắm ngoại tuyến Plaza, khai trương thương mại CGV. Đây chính là hình ảnh ở bên trong nha các bạn. Đây, hình ảnh ở bên trong và dòng chữ được ghi ở trên này là Liên minh Wasan trao quyền cho Pi, phòng thương mại An Huy. Đó, ở Trung Quốc. Các bạn thấy là ở đây có biểu tượng logo của Pi Network này. Bây giờ người ta thanh toán trao đổi bằng Pi rất là rầm rộ. Nó rầm rộ hơn hẳn so với những quốc gia khác. Hình ảnh dưới đây là một phân xưởng sản xuất hàng hóa phục vụ thanh toán Pi. Nếu như mà có thêm nhiều cái phân xưởng như thế này để phục vụ thì đó sẽ là một điều rất là tuyệt vời. Các bạn thấy là đây là toàn bộ phân xưởng không hề nhỏ. Nó chấp nhận thanh toán bằng Pi. Các doanh nghiệp người ta đang bắt đầu tham gia vào quá trình chấp nhận đồng thuận Pi trong giai đoạn mang ý kiến là bước đệm cho sau này phát triển doanh nghiệp của họ và phát triển Pi Network sau khi Open Mainnet. Hoặc đây là một hình ảnh rất là ý nghĩa. Khi bạn nhìn thấy ở đây mà chữ mình đã chụp lại thì đây là những thùng dưa hấu bị cuốn trôi và các nông dân trồng dưa ở quận Giang Trang này đã chấp nhận thanh toán bằng Pi để có thể tiêu thụ những cái sản phẩm này. Thì cũng nhận được rất là nhiều những cái hưởng ứng phản hồi tốt khi mà họ chấp nhận thanh toán bằng Pi. Và đây là những kiện hàng thì chúng ta có thể thấy là công dụng của Pi Network nó có rất là nhiều và chỉ cần chúng ta chấp nhận đồng thuận thanh toán bằng Pi thì tất cả những cái sản phẩm nào trên thế giới cũng đều có thể được hỗ trợ bởi cộng đồng Pioneer vô cùng rộng lớn. Như trong trường hợp này thì các Pioneer cũng đang hỗ trợ nhiệt tình cho nông dân trồng dưa hấu bị ảnh hưởng bởi cơn lũ. Hoặc đây là hình ảnh đồng thuận đến 314.000 đô tại Trung Quốc. Đây là câu lạc bộ Tứ Xuyên Mai Giang hỗ trợ đồng thuận đổi hàng đến 314.159 đô la. Bạn thấy là đây là cái banner và ở Trung Quốc họ không có ngần ngại để mà hô to cái khẩu hiệu của Pi Network, bởi vì nơi đây Pi đang dần trở nên quen thuộc với người dân ở đây rồi, không cần phải ngại ngùng hay là che giấu những gì liên quan đến Pi Network nữa. Họ công khai và đẩy mạnh cộng đồng tại Trung Quốc, đẩy mạnh cộng đồng của mình để cho nhiều người biết đến hơn về Pi Network. Đây cũng là đồng thuận 314.000 đô nha. Trong video này vẫn còn thêm rất là nhiều những cái đồng thuận 314.000 đô như ở đây là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Baisan Pipe tại Trung Quốc khai trương thành công này và hỗ trợ thanh toán với giá là 314.159 đô la. Đây là hình ảnh đang cho các bạn đây thấy ở bên trong logo của Pi Network với hai chiếc cánh ở hai bên cũng đồng thuận với mức giá là 314.000 đô la. Còn đây là bên trong văn phòng nơi chấp nhận thanh toán bằng Pi và các nhân viên ở đây hoặc là các pioneer thì họ cũng mang áo màu tím nha các bạn. Đây là cái buổi khai trương, đây bên trong và các bạn thấy là có logo Pi được đặt ở đây. Đây là buổi lễ để khai trương này, đây là toàn bộ hình ảnh trong cái buổi khai trương đó. Và cái công ty này không hề nhỏ nha các bạn, thấy là công ty cũng rất là rộng này. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh bên ngoài cũng rất là rộng. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm những tập đoàn và doanh nghiệp vừa và lớn sẽ tham gia vào Pi Network như thế này, tham gia vào tiến trình thúc đẩy chấp nhận thanh toán đồng thuận Pi. Chấp nhận thanh toán bằng Pi chính là chứng minh cho giá trị của Pi Network đang ngày càng được nhiều người biết đến Pi Network. Hoặc đây là một cửa hàng ngoại tuyến North East Little Fact BBQ tại Bắc Hải, Trung Quốc cũng hỗ trợ chấp nhận thanh toán đến 314.159 đô luôn. Đấy, họ chấp nhận đồng thuận với mức giá rất cao. Đây là hình ảnh của cửa hàng. Đây là hình ảnh bên ngoài cửa hàng được các pioneer quay lại và có biểu tượng logo Pi Network bên trái rất là to. Nhìn vào thì ai cũng biết được đây là một nơi chấp nhận thanh toán bằng Pi hoặc là từ
các pioneer đã biết đến khi lấy việc làm. Biểu tượng và logo copy thì bây giờ quá phổ biến rồi, đi đâu cũng gặp, đi đâu cũng thấy cả. Ở đây cũng là một công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hắc Long Giang chấp nhận thanh toán bằng PIN luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy cái dòng chữ ở phía sau đây với logo biểu tượng PIN Network. Các pioneer cũng mang áo màu tím. Bạn thấy từ nãy cho đến giờ mình đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều những hình ảnh các công ty doanh nghiệp thành lập chấp nhận thanh toán bằng PIN tại Trung Quốc, để chúng ta dần thấy được sự phát triển không ngừng nghỉ tại các pioneer Trung Quốc, nhìn ra thế giới rộng hơn để thấy được là Trung Quốc người ta đang đẩy mạnh phát triển PIN Network rất là nhanh, không phải là những lời dè biểu hay những lời cảnh cáo cảnh tỉnh như là ở Việt Nam, mà các pioneer Trung Quốc bắt tay vào việc phát triển thị trường PIN Network rất là lớn. Ở đây cũng là một cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng PIN tại Trung Quốc rất là nhiều luôn. Bây giờ kể thì không thể nào mà hết được các cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng PIN, cửa hàng ngoại tuyến mọc ly để chấp nhận thanh toán bằng PIN. Chúng ta hay nói đến việc hệ sinh thái ứng dụng của PIN Network là những thứ mà hệ sinh thái online. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng để đóng góp trong hệ sinh thái của PIN Network thì không bao giờ có thể thiếu được những nơi chấp nhận thanh toán đồng thuận bằng PIN ở ngoài đời thật. Thì đây, những hình ảnh các bạn vừa xem đây chính là những công ty doanh nghiệp đang chấp nhận hoặc là cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng PIN. Và đây là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái của PIN Network được. Bởi vì ngoài cái việc mà các ứng dụng phát triển chấp nhận thanh toán bằng PIN ra thì chúng ta phải có được những doanh nghiệp, những công ty, những cửa hàng, những nơi chấp nhận thanh toán bằng PIN ngoài đời thật để đem PIN ra ngoài thực tế. Và các pioneer Trung Quốc đang làm rất tốt điều này. Như chúng ta nhìn thấy ở đây nè, đây cũng là một cái hội nghị trao quyền PIN ngoại tuyến Web 3 tại Trung Quốc, tại Giang Tre. Hoặc đây cũng là một cái hội nghị thúc đẩy trao đổi hàng hóa tại An Huy. Như các bạn thấy là các pioneer đây đến với rất nhiều những thành phần xã hội khác nhau. Công dân cũng có, nông dân cũng có, nhà kinh doanh nhỏ lẻ, bán lẻ cũng có, thương nhân cũng có, doanh nhân cũng có. Thì việc mà đến đây chia sẻ là một trong những cách mà sẽ giúp nhiều người biết và hiểu hơn về PIN Network, cũng như là thu hút thêm những người dùng tham gia vào PIN. Trung Quốc là một cộng đồng luôn hỗ trợ cho chính những người dân của họ, không chỉ là biết đến PIN mà còn hiểu về PIN một cách sâu sắc. Và đây là những điều mà Việt Nam của chúng ta cũng nên học hỏi để phát triển cộng đồng Pioneer tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn. Hay hình ảnh ở đây cũng là một cái phòng thương mại tại Guizhou, tại Quảng Tây, Trung Quốc trao quyền đồng thuận PIN Network. Ở đây mình vừa chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những hình ảnh, những cửa hàng, những doanh nghiệp bắt đầu mọc lên chấp nhận thanh toán bằng PIN, để cung cấp cho các bạn những hình ảnh thực tế trong cộng đồng Pioneer tại Trung Quốc họ đang phát triển như thế này. Để thay vì chúng ta nghe những lời dè biểu hay sự nghi ngờ về về những gì mà PIN Network đang làm, thì hãy nhìn vào thực tế rằng Trung Quốc, một thị trường đang rất phát triển, họ đang cuồng nhiệt khai thác PIN cho ra đời những công ty và doanh nghiệp chấp nhận thanh toán PIN ngoài đời thật, để nhằm nắm bắt xu hướng này một cách nhanh nhất có thể. Hy vọng rằng với những hình ảnh thực tế như thế này, chứng minh được tiềm năng của PIN Network như thế này, sẽ tiếp thêm năng lượng để chúng ta khai thác PIN mỗi ngày. Và đừng quên chia sẻ video này đến người thân và bạn bè của bạn, để cho họ thấy được tiềm năng và sức lan tỏa của PIN Network là như thế nào. Và đó cũng là toàn bộ video của ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.